Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Có một bác sĩ thực tập ngày đầu tiên tới cơ sở mà mình được điều về, và để tạo mối thân quen với lại cái cơ sở mới của mình, cũng như để có thể trau dồi cái kỹ năng của mình, cái người bác sĩ trẻ của chúng ta quyết định đi một vòng thăm các bệnh nhân để tìm hiểu sự việc ở nơi đó như thế nào. Sau khi đi được một vài phòng thì anh ta chú ý tới một bệnh nhân rất là đặc biệt, toàn thân bị băng bó, thậm chí cái đầu cũng băng bó luôn, chỉ chừa có hai con mắt ra thôi. Hỏi cái người y tá về bệnh tình của người này như thế nào thì người y tá này nói rằng lúc mà đưa vào đã rất là nguy hiểm, tay gãy, chân gãy, thậm chí cổ cũng bị gãy, tất cả mọi thứ. Thế là người bác sĩ trẻ của chúng ta quyết định tới, nhìn vào đôi mắt thì thấy cái bệnh nhân vẫn còn rất tỉnh, bước tới và hỏi thăm một hai câu, anh có nói chuyện được không? Thì cái người bệnh nhân trả lời, tôi vẫn tỉnh, tôi có thể nói chuyện được. Người bác sĩ liền hỏi rằng, anh có thể kể cho biết nguyên nhân tại sao mà cái tai nạn nó thảm khốc như vậy, tại sao anh lại bị tới cái như thế này? Người liền kể rằng, tôi đang đi một chiếc máy bay cùng với lại một số hành khách khác, và bất chợt tôi nghe thông báo là chiếc máy bay của tôi động cơ nó đã bị chết. Nghe tới đây thì cái người bác sĩ trẻ của chúng ta nói rằng, ôi xui quá. Nhưng mà người bệnh nhân nói rằng, nhưng mà chúng tôi có dù, thế là tôi ôm dù tôi nhảy ra ngoài. Người bác sĩ nói, hên quá, may quá anh lại có dù. Người kia nói rằng, chưa hết, nhưng mà dù nó lại không có bật ra, tôi rơi tự do từ ở trên cao và rơi xuống. Thì cái người bác sĩ liền nói rằng, ôi vậy là xui cho anh quá. Người kia nói rằng, nhưng mà ngay cái hướng mà tôi đang rơi đó thì nó lại có một cái đống rơm rất là to nằm ngay ở phía dưới. Lúc này thì người bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, ôi đúng là số anh thật là hên. Người bệnh nhân lại tiếp tục câu chuyện rằng, nhưng mà ngay giữa cái đống rơm và ngay cái vị trí mà tôi rơi thẳng xuống như vậy đó thì có một cái cây chĩa ba nó đang chĩa lên trên ngay cái hướng mà tôi rơi xuống. Nghe tới đây thì người bác sĩ rằng, ôi đúng là số anh thật là bất hạnh. Người bệnh nhân lại nói rằng, tôi phải dùng hết sức bình sinh của mình để mà tôi ráng một chút để tôi né ra cái chĩa ba khỏi cái hướng mà tôi đang rơi xuống, tôi không có muốn bị đâm trực diện như vậy. Người bác sĩ liền nói rằng, đúng là anh thật là may mắn. Và cuối cùng thì cái người bệnh nhân nói rằng, trong cái quá trình mà tôi né được cái chĩa ba, nhưng mà cuối cùng tôi cũng né luôn cái đống rơm. Đó là do tại sao mà giờ anh gặp tôi ở nơi đây, gãy tay, gãy chân, gãy cổ như thế này. Tất cả mọi thứ dường như chống lại cái người bệnh này. Khi tôi đọc câu chuyện đó thì tôi liên tưởng tới một nhân vật khác ở trong quá trình học Kinh Thánh của tôi. Một nhân vật mà cuộc đời của ông, số phận của ông không phải chỉ ảnh hưởng một mình ông mà ảnh hưởng tới cả một dân tộc của Đức Chúa Trời. Thật ra ông đang ở một cái vị trí, ông đang ở một cái thời điểm và cái khoảnh khắc mà những cái quyết định của ông nó hoàn toàn thay đổi lịch sử của tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và cũng tương tự như nhân vật ở trong câu chuyện mà tôi vừa kể cho quý ông bà anh chị em, tất cả mọi thứ dường như chống lại Roboam. Tôi sẽ kể cho quý ông bà anh chị em nghe cái phần kết của câu chuyện, và rồi sau đó tôi sẽ lần lượt đi ngược trở lại để xem coi những cái điều trở ngại nào, những cái bất lợi nào mà Roboam đã đối diện khi ông phải thực hiện cái vai trò là người lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời. Sách Một Các Vua đoạn 14 từ câu 25 trở đi. Một Các Vua đoạn 14 từ câu 25 trở đi. Năm thứ năm đời Roboam trị vì, Sisak vua Ai-cập đi lên đánh Jerusalem, lấy các châu báu của đền Đức Giê-hô-va và của cung vua, người cũng đoạt hết, lấy hết thảy những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Câu 27, vua Roboam bèn truyền làm những khiên bằng đồng, đặng thế các khiên ấy, giao cho các quan làm đầu thị vệ canh cửa cung vua. Hễ vua đi vào đền thờ Đức Giê-hô-va, có những thị vệ cầm các khiên ấy, đoạn họ đem cất nó lại trong phòng thị vệ. Roboam chính là con trai của vua Salomon. Chắc chắn tất cả mọi người chúng ta đều biết tới Salomon. Rất ít người trong chúng ta nghe qua về Roboam. Chúng ta chỉ lưu ý nhiều về David, về Salomon. Nhưng mà thật ra thời khắc của Roboam
đã tạo nên một cái bước ngoặt rất quan trọng ở trong lịch sử của người Israel. Ở trong đây, cái phần Kinh Thánh chúng ta vừa mới đọc kể về vua Ai Cập đã lên đánh Jerusalem, lấy đi tất cả những châu báu, tất cả những của cải từ thời của David cho tới thời của Salomon. Thời của Salomon là cái thời mà có thể nói rằng dân sự của Đức Chúa Trời, tuyển dân của Ngài, đất nước của họ đã lên tới cực thịnh. Kinh Thánh kể lại thời của Salomon, vàng nhiều đến nỗi mà người ta coi bạc như là đá sỏi ở ngoài đường. Chúng ta đọc lại cái câu chuyện mà Salomon đã xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời, xây cất cung điện cho bản thân của mình. Mọi thứ ở trong đó đều bằng vàng và gỗ quý, gỗ bá hương. Tất cả những thứ khác đều không sử dụng. Và chính vì lý do đó mà chúng ta có thể hiểu được cái hoàn cảnh lúc này. Tất cả những cái của cải, những cái vàng bạc đó giờ phút này đều bị đem đi qua xứ Ai Cập. Đây là cái phần mà gọi là tác giả của Kinh Thánh kể về cái khúc cuối của vua Roboam. Tôi sẽ đi ngược lại để cho chúng ta thấy cái bất lợi đầu tiên. Bất lợi đầu tiên đó chính là Roboam đã lớn lên trong cái việc chứng kiến cha của mình là Salomon bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và quan trọng hơn, đó chính là ông đã chứng kiến cái việc mà Salomon sống không có khớp, không có phù hợp với những sự dạy dỗ của ông. Salomon là người nổi tiếng ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh kể lại, ông có cái sự khôn ngoan vượt bậc mà Đức Chúa Trời ban cho, đến nỗi mà trước ông không ai bằng, sau ông không ai sánh được. Và cái sự khôn ngoan đó đã được Salomon diễn đạt, bày tỏ ở trong rất nhiều cái đoạn sách ở trong Kinh Thánh của chúng ta. Nhưng mà một người dạy dỗ nhiều điều hay như vậy, nhưng mà đời sống của ông quan trọng là nó không có phù hợp, nó không có đúng với những gì ông dạy. Và điều đó đã ảnh hưởng không ít tới cái sự lớn khôn, tới cái sự trưởng thành, tới bản tánh của Roboam. Chúng ta nhìn thấy Salomon, người mà đã viết sách Nhã Ca, và nội dung ở trong đó đã đề cao sự thánh khiết của tình yêu, của hôn nhân như thế nào. Nhưng cũng chính nhân vật đó lại cưới tới 700 người vợ và có tới 300 cung phi. Salomon, người đã viết sách Châm Ngôn, và nội dung ở trong đó, nếu mà quý ông bà anh chị em có thời gian, tôi cũng kêu gọi chúng ta làm một việc đặc biệt. Chúng ta đọc ở trong những trang sách của Châm Ngôn, chúng ta thấy rằng sẽ có một cái cụm từ được lặp đi lặp lại không phải một lần, hai lần, mà là hàng chục lần ở trong đó. Đó chính là sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Có thể nói rằng nội dung chính của toàn bộ Châm Ngôn đều cho thấy sự kính sợ của Đức Giê-hô-va sẽ đem lại điều gì cho những ai làm theo. Và ngược lại, khi mà một người từ bỏ Đức Giê-hô-va, từ bỏ đi cái lòng kính sợ của mình dành cho Đức Chúa Trời, thì cái kết cục nó sẽ đen tối, nó sẽ bi thảm như thế nào. Thế nhưng người đã viết lên tất cả những điều đó, người mà đã lặp đi lặp lại trong những cái sự dạy dỗ của mình là phải kính sợ Đức Giê-hô-va, nó là khởi đầu của cái này, nó là sự khởi đầu của điều kia, lại cũng chính ông đã từ bỏ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mình. Đã từ bỏ đấng đã ban cho ông tất cả mọi thứ, đã đưa ông lên đỉnh đài vinh quang của thế giới thời bấy giờ. Roboam đã chứng kiến người cha của mình sống một đời sống vô độ, dài dột, hư không, mà chính Salomon đã viết lại cái kinh nghiệm đó ở trong sách gọi là Truyền Đạo. Và có lẽ cái điều mà gọi là ấn tượng hay là tạo ra cái ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với Roboam, đó chính là cái hình ảnh người cha của mình, Salomon, người mà đã nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời duy nhất, là vô đối so với tất cả những thần còn lại của thế gian này, nhưng mà lại cho phép dung túng và xây cất những cái miếu thờ của tất cả những cái thần tượng hư không còn lại. Chúng ta có thể kiểm chứng cái điều này ở trong sách Một Các Vua đoạn 8. Một Các Vua đoạn 8 là cái hình ảnh mà Salomon sau khi đã xây cho Đức Chúa Trời một cái đền thờ, được gọi là nơi mà Ngài sẽ ngự ở trên đất này. Và rồi trong cái buổi lễ khánh thành đó, trong cái lời cầu nguyện của mình, Salomon đã nhìn nhận. Một Các Vua đoạn 8 câu 23:
lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, hoặc trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp này, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Salomon đã nhìn nhận rằng không có một vị thần nào, cho dù ở trên trời, cho dù ở dưới đất này, có thể sánh ngang với lại Đức Chúa Trời, chân thần của người Israel. Thậm chí với cái công trình đồ sộ, nguy nga và tráng lệ ông đã xây cất, ông cảm thấy rằng nó quá nhỏ bé, nó quá khiêm tốn đối với cái sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Và sở dĩ Ngài chấp nhận để ngự vào trong đó chẳng qua là vì cái mối tương giao giữa Ngài với dân sự. Ngài muốn cho tuyển dân của Ngài có một cái nơi mà khi họ cần tìm tới sự hiện diện, hoặc muốn cảm nhận được cái sự gần gũi của Ngài, thì họ sẽ đến nơi đền thờ. Đó là một sự hạ mình của Đức Chúa Trời, xuống ngang với lại cái tầm của con người thấp bé của chúng ta, để cho chúng ta có sự gần gũi của Chúa, có sự hiện diện của Ngài. Nhưng mà rồi cũng chính ông, chúng ta lật ở trong sách một các vua đoạn 11, chỉ một vài đoạn kinh thánh sau đó, chúng ta nhìn thấy một các vua đoạn 11 câu số 5: vì Salomon cúng thờ Astarte, nữ thần của dân Sidon, và thần Milcom là thần đáng gớm ghiếc của dân Amon. Câu số 6: như vậy Salomon làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn lành như David cha người đã làm. Bấy giờ Salomon lại xây cất tại trên núi đối ngang Jerusalem một nơi cao cho kê móc, vật đáng gớm ghiếc của dân Amon, và cho Moloch, vật đáng gớm ghiếc của dân Amon. Và cái điều mà khiến cho tôi gọi là sửng sốt nhất khi tôi đọc về cuộc đời của vua Salomon là chính ở cái câu số 8. Một các vua đoạn 11 câu số 8: vua cũng làm như vậy cho hết thảy các hoàng hậu ngoại của mình, song hương và tế lễ cho thần của chúng nó. Ông không phải chỉ làm cho một người, hai người, mà là cho tất cả những cái người hoàng hậu ngoại bang mà ông đã cưới. Và như tôi đã chia sẻ cùng với bạn chị em một cái thông tin khi nãy, ở trong một các vua đoạn 11 câu số 3, người có, tức là Salomon, có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ, chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Có nghĩa là chính những cái người phụ nữ này đã khiến cho Salomon không còn toàn tâm toàn ý một lòng đi theo Đức Chúa Trời. Mình thấy chúng ta đi ngược lại những cái câu đầu tiên ở trong sách một các vua đoạn 11. Ngoài con gái của Pharaoh, đó chính là một người phụ nữ Ai Cập, vua Salomon còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hethit. Chúng đó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng: các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần của chúng nó. Salomon chiếu mến, yêu mến những người nữ ấy. Và đó chính là cái bước đầu của tất cả những cái sự sai lầm sau này. Vậy đó mà Roboam đã lớn lên với một người cha như vậy. Ông đã lớn lên với một người cha mà đã dạy dỗ rất nhiều điều hay. Nhưng cuộc đời của ông, lối sống của ông lại hoàn toàn không phù hợp với những gì ông dạy. Trong quyển sách gọi là Gia đình Cơ Đốc, Nữ tôi tớ của Đức Chúa Trời, ở chương 29, khi nói về vai trò, nói về bổn phận của nhân vật làm cha, làm mẹ, ở trong đó tác giả đã ghi rất là rõ ràng, đó chính là những bậc làm cha, làm mẹ giữ một cái vai trò, có một cái công việc họ cần phải làm, một cái công việc mà không có thể giao lại, không có thể nhượng lại cho bất kỳ người nào khác. Người cha, người mẹ có một cái công việc mà không thể giao cho, đây là cái công việc của những thầy cô giáo ở trong trường, đây là một cái công việc mà những người lãnh đạo ở trong hội thánh, những giáo viên ở các trường sa bát, ở các lớp sa bát sẽ làm thay cho mình. Không phải, đó chính là cái công việc mà bản thân mỗi người làm cha, làm mẹ đều được giao phải làm. Và trong đó tác giả cũng đã khẳng định một điều: lối sống của những người cha và những người làm mẹ quyết định
tương lai và bản tánh của con em mình sau này. Có thể những gì chúng ta dạy rất hay, là đúng với Kinh Thánh, là nguyên tắc sống, là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta không có sống đúng với những gì mình dạy, khi chúng ta để lại một tấm gương không có phù hợp, thì đa phần, phần lớn và tương tự như những gì mà Roboam đã trải qua, thì những cái hành động của chúng ta, cái lối sống của chúng ta, tấm gương của chúng ta sẽ làm mất tác dụng của tất cả những cái điều hay mà chúng ta dạy bằng những cái lời ăn tiếng nói của mình ở trong đó. Do đó mà câu chuyện của Roboam là một câu chuyện buồn. Ông đã có một người cha để lại cho ông quá nhiều điều bất lợi. Và chính điều đó đã ảnh hưởng tới phần nào cái sự trị vì, cái sự lãnh đạo và những cái quyết định sau này của Roboam trong cuộc đời của ông. Chúng ta trở lại một các vua đoạn 14. Bên cạnh một người cha đã không có đi theo Đức Chúa Trời một cách trọn lòng, Roboam còn có một người mẹ. Một các vua đoạn 14 câu 21. Roboam con trai của Salomon cai trị Juda. Khi lên ngôi, người đã được 41 tuổi. Người trị vì 17 năm tại Jerusalem, là thành Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh ngài ngự tại đó. Mẹ người là Na-ama người Ammon. Do đó mà đây chính là một trong những người phụ nữ ngoại mà Salomon đã cưới về làm vợ. Và đương nhiên, vì là một cái người phụ nữ ngoại bang, không nhìn biết Đức Chúa Trời, không biết Đức Chúa Trời là ai, và cho dù khi mà đã trở về Israel để làm hoàng hậu, bà vẫn không có từ bỏ những cái niềm tin của mình trước đây, và thậm chí bà đã ảnh hưởng ngược lại cho Salomon để quyến dụ Salomon đi theo con đường từ bỏ Đức Chúa Trời. Và đương nhiên, với một cái người mẹ như vậy, Roboam đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Ông đã đi theo đường lối của người mẹ của mình. Và để rồi không phải chỉ một mình ông phạm tội, ông đưa cả dân sự của Đức Chúa Trời đi theo con đường sai lạc của ông. Chúng ta đọc trong câu 22, mình sẽ thấy dân Juda làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va vì cớ tội phạm. Chúng nó chọc cho Đức Giê-hô-va phân bì hơn là các tổ phụ mình đã làm. Vì những người Giu-đa cũng xây cất cho mình những nơi cao, trụ thờ và tượng ác tạc tê tại trên các gò nổng cao và dưới những cây rậm. Cũng có những bọn phỉ gian trong xứ, chúng bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Chúng ta, nếu mà chúng ta đi ngược lại lịch sử của người Israel, Kinh Thánh cho biết rằng một trong những lý do mà tại sao dân sự của Đức Chúa Trời phải làm nô lệ ở trong xứ Ai Cập suốt một cái khoảng thời gian rất dài là hơn 400 năm. Sẽ có một số người thắc mắc rằng tại sao Chúa không có giải cứu họ sớm hơn? Tại sao phải để cho tuyển dân của Chúa làm nô lệ tới tận gọi là hơn 4 thế kỷ như vậy? Và một trong những lý do chính mà Kinh Thánh ghi lại đó chính là phải đợi cho tội ác của những cái dân tộc xung quanh, đặc biệt là những cái dân tộc ở các miền Canaan đủ gian ác để mà Đức Chúa Trời có lý do để mà trừng phạt họ, để rồi ban cái xứ sở của họ, đất nước của họ cho dân Israel. Nhưng mà giờ phút này Kinh Thánh lại kể lại tuyển dân của Chúa lại bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt họ. Họ được chọn làm tuyển dân vì Đức Chúa Trời muốn họ khác với lại những quốc gia còn lại. Nhưng rồi giờ phút này, họ lại bắt chước tất cả những dân tộc xung quanh. Họ muốn giống với lại phần còn lại của thế giới. Khi tôi đọc cái điều này, ở một góc độ nào đó, tôi liên tưởng tới đời sống cơ đốc nhân của chúng ta. Chúng ta được gọi mình là cơ đốc nhân, là những người đi theo Chúa. Ở một cái thông điệp nào đó, chúng ta muốn cho những người xung quanh thấy được rằng cái đời sống của chúng ta, lối sống của chúng ta, cách ăn, cách nói, tất cả mọi thứ của chúng ta phải khác thế giới. Bởi vì chúng ta chọn đi theo Chúa. Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, làm tấm gương, và theo như cái ngôn ngữ của Kinh Thánh của Hebrew, là cội rễ, là cuối cùng của đức tin của chúng ta.
Nhưng mà điều đáng buồn đó chính là rất nhiều người trong chúng ta lại rơi vào cái bẫy của sự cám dỗ. Đó chính là chúng ta xưng mình là Cơ Đốc nhân, nhưng mà chúng ta sống không có khác gì cái thế giới tội lỗi ở bên ngoài của chúng ta. Đôi lúc tôi lướt Facebook, tôi nhìn thấy những con cái của Chúa, và đặc biệt là các bạn thanh niên, những gì mà chúng ta phơi bày ở trên Facebook, những gì mà chúng ta muốn cho thế giới nhìn thấy, tôi nhìn thấy từ cái câu văn, cái ngôn ngữ, cái hình ảnh, cái lối sống, tất cả những gì mà thế giới nhìn vào, và nếu mà khách quan mà nói, tôi không thấy có cái sự khác biệt gì giữa một cái người ngoại hoàn toàn và giờ phút này giữa những người xưng mình là Cơ Đốc nhân, là những người đi theo Chúa. Ở một góc độ nào đó có một cái thời điểm mà cuộc đời của chúng ta hoàn toàn không khác gì với thế gian, cho dù chúng ta xưng mình là tuyển dân thiêng liêng của Chúa ở trong cái giai đoạn cuối cùng này. Đây chính là sai lầm của Roboam. Đây chính là sai lầm của dân sự thời của ông. Họ là tuyển dân của Chúa, tự hào về điều đó, nhưng lại bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc của những dân tộc xung quanh, những dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Chúng ta được kêu gọi để trở thành sự sáng của thế gian. Đức Chúa Giê-xu đã ví các môn đồ của Ngài, những người đi theo Chúa, là muối của đất. Nếu chúng ta hiểu cái hình ảnh muối của đất, một cái hình ảnh mà bất cứ khi nào muối này xuất hiện thì luôn luôn tạo ra cái sự khác biệt ở trong cái hoàn cảnh đó, ở trong cái môi trường đó. Thậm chí Đức Chúa Giê-xu đã cảnh báo về cái mối hiểm họa của cái việc mà để chúng ta bị làm mất đi cái bản chất đặc biệt của mình. Đức Chúa Giê-xu nói về cái hình ảnh muối mà giờ phút này nó không còn mặn nữa. Khi nó tiếp xúc với môi trường xung quanh, nó không khác gì cái môi trường xung quanh của mình hết, không tạo ra một cái sự khác biệt, không tạo ra bất kỳ một cái ảnh hưởng nào hết. Đức Chúa Giê-xu nói về sự vô dụng của một cái ngọn đèn mà không phát ra ánh sáng, một cái sự sáng mà đã bị che giấu đi, và giờ phút này tất cả mọi thứ xung quanh nó cũng tối tăm y như bản thân của nó. Thì cái hình ảnh đó, cái người môn đồ đó, cái người đi theo như vậy, Đức Chúa Giê-xu đã cảnh báo là không phù hợp với cái sự kêu gọi của Ngài. Roboam đã có sự bất lợi của người cha. Ông cộng thêm cái sự bất lợi của người mẹ ngoại đạo của mình. Và rồi chưa hết, Kinh Thánh kể lại cái bất lợi thứ ba, đó chính là ông đã có những mối quan hệ, ông có những cái sự giao du với những người gọi là bạn bè, nhưng lại thật sự lại dẫn đưa ông đi xa với con đường đúng đắn, đi xa với những điều mà lẽ ra ông phải làm. Quý bạn chị em có thể lật lại ở trong sách Một Các Vua đoạn 12, một vài đoạn kinh thánh trước đó. Ngay khi mà Roboam lên ngôi làm vua, thì có một nhân vật tên là Jeroboam đã đại diện cho rất nhiều người tới trình lại với lại cái vị vua vừa mới lên ngôi là Roboam một vấn đề. Đó chính là trong cái thời của Salomon, Salomon đã áp đặt rất nhiều cái thuế lên trên dân sự của Đức Chúa Trời. Và những cái điều đó đã là một cái gánh nặng quá lớn cho dân sự của Chúa. Chúng ta cũng đủ hiểu với những cái công trình, với những cái sự xa hoa mà Salomon đã cuốn mình vào trong đó, nó đã tạo một cái áp lực rất nặng trên dân sự. Chính vì lý do đó mà giờ phút này Jeroboam đại diện cho tiếng nói của dân chúng tới để mà xin Roboam hãy giảm cái gánh nặng này cho dân sự. Và nếu như điều đó xảy ra thì dân sự sẽ giữ được cái sự trung thành, sẽ luôn trung thành với lại nhà David từ đời này qua đời kia. Tôi đọc một ít kinh thánh để cho chúng ta cùng theo dõi. Một Các Vua đoạn 12, từ câu số 4 trở đi, đây chính là lời mà Jeroboam thay mặt cho dân sự trình lên cho vua Roboam. Câu số 4: thân phụ vua, tức là Salomon, đã làm cho ách chúng tôi nặng quá, nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc và cái ách nặng mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch vua. Câu số 5: người đáp với chúng rằng hãy lui về, trong 3 ngày sẽ trở lại cùng ta. Dân sự bèn lui về.
Roboam đã có một cái khởi đầu có thể nói rằng tương đối thông minh ở trong đây. Ông xử lý khá khôn ngoan ở trong vấn đề này. Ông không vội vàng đưa ra câu trả lời. Ông muốn có thêm thời gian để ông lắng nghe sự tư vấn của những người xung quanh. Và lần đầu tiên ông bàn với các trưởng lão về vấn đề này. Thì những trưởng lão đã thừa nhận rằng đúng như thế. Vua cha đã áp đặt một cái thuế rất nặng trên dân sự. Và nếu như ông dùng lời nhẹ nhàng nói chuyện với họ, đáp ứng cái nhu cầu của họ, thì chắc chắn họ sẽ luôn luôn trung thành, sẽ làm tôi tớ cho vua mãi mãi. Chúng ta xem cái lời tư vấn ở trong câu số 7. Nếu ngày nay vua làm như người đầy tớ của dân sự này, phục sự họ, đáp lời, trò chuyện tử tế cùng họ, thì họ sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Như bất kỳ ngôn ngữ nào tôi đã từng nói, sau một cái điều tốt, chữ nhân xuất hiện, thì nó hoàn toàn đảo ý tất cả những cái điều tốt vừa mới trình bày trước đó. Câu số 8, nhưng Roboam không làm theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bàn nghị cùng các kẻ trai trẻ đồng lớn lên với mình và hầu hạ mình. Và rồi những người này, những người bạn cùng trang lứa, trong cái sự bồng bột, trong cái sự háo thắng, trong cái tuổi trẻ, đã đưa ra một cái lời khuyên, một cái lời tư vấn mà nó hoàn toàn ngược lại với lại những gì mà những trưởng lão đã nói trước đó. Thậm chí đã hoàn toàn ngược lại với lại nguyện vọng của dân sự. Câu số 10, các gã trai trẻ đồng lớn lên với người đáp rằng, dân sự này đã tâu với vua rằng thân vụ vua khiến ách chúng tôi nặng, vua hãy làm cho nó ra nhẹ, vua phải đáp lại cùng chúng nó như vậy, ngón tay út ta còn lớn hơn lưng của cha ta. Vậy cha ta đã gán một cái ách nặng cho các ngươi, ta sẽ làm cái ách các ngươi thêm nặng hơn nữa. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Ngày thứ ba, Jeroboam và cả dân sự đều đi đến Roboam, y như vua đã biểu rằng, hãy trở lại cùng ta trong 3 ngày. Vua đáp lời với dân sự cách sẵn sớm, không kể đến các lời bàn luận của các trưởng lão và theo mưu của các kẻ trai trẻ, mà đáp lại với họ. Và kết quả, Jeroboam và 10 chi phái trong Israel đã tạo phản. Họ thành lập một cái quốc gia riêng, không còn dính líu gì với nhà của David, và đặc biệt là không liên quan gì tới Roboam. 10 cái chi phái đó gọi họ là Israel. Chỉ có 2 chi phái còn lại là Judah và Benjamin vẫn còn trung thành với David, với nhà David, vẫn còn giữ được cái lòng trung thành với lại Roboam, và cái quốc gia của họ được gọi là Judah. Do đó mà Roboam, người mà đã tách đôi đất nước Israel ra làm hai, người mà đã đưa dân sự của Đức Chúa Trời từ một cái sự hiệp nhất, thống nhất, toàn vẹn, giờ phút này đã thành ra 2 miền, 2 phần khác nhau hoàn toàn. Và chúng ta đọc lại những cái sự kiện lịch sử sau đó, đã rất nhiều lần ở trong lịch sử, cả hai cái miền Bắc và miền Nam này vốn là một trước đó, vốn là một tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng mà đã có những cái thời điểm mà họ đã chiến đấu chống lại nhau, họ đã chém giết lẫn nhau trong cùng một cái sự thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời, trong một cái niềm tin chung với nhau. Do đó mà Roboam, người đã ở một cái thời khắc quan trọng, người đã ở một cái bước ngoặt của lịch sử, chỉ được một điều đáng buồn, đó chính là ông đã chọn những người bạn, ông đã chọn cái sự giao du của mình, ông đã chọn đi theo những cái lời khuyên răn mà không phù hợp, không đúng với lại lẽ phải, không đúng với lương tâm. Ông đã bỏ lỡ cái cơ hội để tạo ra sự khác biệt. Do đó mà tôi ở đây không phải để biện hộ cho sự sai trái của Roboam. Tôi chỉ muốn nhìn nhận những gì mà đã diễn ra. Chúng ta thừa nhận với những cái sự bất lợi về người cha, về người mẹ, về những bạn bè đồng trang lứa mà Roboam đã đối diện. Những điều đó không hề làm giảm nhẹ cái hậu quả mà ông đã gây ra. Bởi vì suy cho cùng, mỗi người trong chúng ta, bất kể hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, chúng ta có cái quyền tự do lựa chọn.
và chúng ta làm chủ cuộc đời của mình, chúng ta làm chủ những cái quyết định của cuộc đời của chúng ta. Đương nhiên có những người họ có những cái khởi đầu thuận lợi hơn, họ sẽ có một số cái lợi thế nhất định nào đó, nhưng điều đó không có quyết định tới cái kết quả chung cuộc. Cái kết quả chung cuộc là mỗi người trong chúng ta tự mình quyết định số phận của mình. Điều cuối cùng mà tôi muốn gửi đến cùng quý ông bà anh chị em, một các vua đoạn 14 câu 27. Vua Roboam bèn truyền làm những khiên bằng đồng đặng thế cho những cái khiên bằng vàng mà đã bị lấy đi. Không cam tâm chấp nhận sự thật là tất cả những của cải, những châu báu của vua cha giờ phút này không còn. Và quan trọng hơn hết là không có muốn cái hình ảnh của mình bớt lung linh, bớt hào nhoáng so với lại vua cha. Roboam truyền làm những cái khiên khác. Chúng ta đọc trước đó những câu chuyện, trước đó mình nhìn thấy Salomon sau khi đã xây cất cung điện, xây cất đền thờ, ông vẫn còn rất nhiều vàng, do đó mà ông đã cho làm hàng trăm những cái khiên bằng vàng. Tôi đọc một số cái tài liệu, chỉ riêng những cái khiên này thôi, cái trị giá của nó tính tới thời của chúng ta ngày hôm nay là hàng trăm triệu đô la. Và cái số tài sản đó giờ phút này không còn nữa. Do đó mà Roboam liền cho làm những cái khiên khác bằng một cái vật liệu khác rẻ tiền hơn rất nhiều, nhưng mà cái vẻ bề ngoài nó vẫn hào nhoáng, nó vẫn bóng loáng, nó vẫn sáng chói như vậy. Và thậm chí khi mà ánh mặt trời chiếu vào những cái khiên bằng đồng này, thậm chí nó còn chói sáng hơn những cái khiên bằng vàng kia. Do đó mà cứ mỗi khi mà gọi là trong đây ghi, hễ vua đi vào đền thờ của Đức Giê-hô-va, có những thị vệ cầm các khiên ấy, đoạn họ đem ra, họ đem cất nó lại trong phòng thị vệ. Cứ mỗi lần mà Roboam xuất hiện để đi vào đền thờ của Chúa, hai hàng thị vệ cầm cái hàng khiên đó đi đứng ở dọc bên đó và tạo ra cho Roboam một cái cảm giác là ông vẫn còn đang ở trong sự rực rỡ, ở trong cái vinh hoa như thời của vua cha trước đây. Nhưng chúng ta biết một sự thật, đó chính là vàng và đồng khác nhau hoàn toàn. Không phải cái gì lấp lánh nó cũng đều bằng vàng. Và đời sống tâm linh, điều này một điều mà khi mà tôi đọc tới cái điều này, nó là một cái sự nhắc nhở. Đã có rất nhiều người, thậm chí những người xưng mình là cơ đốc nhân, đã quá chú trọng tới cái vẻ bề ngoài của mình, nhưng lại không có chăm chú cho cái sự thật, cái chất lượng ở bên trong. Đã có những công việc của chúng ta, đã có những dự án của chúng ta, đã có những điều mà chúng ta thực hiện, thậm chí cái lối sống cơ đốc nhân của chúng ta chỉ muốn trau dồi cái vẻ bề ngoài để cho mọi người nhìn thấy cái sự lấp lánh của nó, để cho mọi người nhìn thấy cái sự rực rỡ, sáng chói của nó. Nhưng hơn ai hết, tự bản thân của chúng ta và đương nhiên Đức Chúa Trời biết rằng tất cả những điều này chỉ có cái vẻ màu vàng ở bên ngoài. Thực chất, nó chỉ là đồng. Chúng ta có thể lừa tất cả mọi người ở trên thế giới để họ nghĩ rằng những gì chúng ta đang sở hữu là bằng vàng ròng. Nhưng chúng ta biết, tương tự như Roboam, cái vàng đó đã mất đi từ lâu rồi. Tất cả giờ phút này những gì còn lại là một cái thứ khác mà nó na ná, nó giông giống như vậy, chỉ ở vẻ bên ngoài. Thực chất bên trong nó không hề như vậy. Đây chính là sự lừa dối, đây chính là cạm bẫy mà dân sự của Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng đã được cảnh báo. Trong cái bức thư gửi cho các tín hữu của Hội Thánh Laodice, tượng trưng cho dân sự của Chúa sống ở trong cái thời khắc cuối cùng, cái lời khuyên ở trong đó là các ngươi phải mua vàng thử lửa. Phải đưa cái thứ kim loại màu vàng đó để chui rèn qua lửa, để coi coi nó có thực sự là vàng ròng hay không, hay đơn giản nó chỉ là một cái thứ kim loại được mạ một cái lớp vàng ở bên ngoài để tạo cho mọi người cái cảm giác là nó bằng vàng, nhưng thực chất nó không hề là bằng vàng. Qua sự chui rèn, qua sự thử thách của Đức Thánh Linh, qua sự cảnh báo của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta mới biết được con người thật của chúng ta là như thế nào. Có nhiều người sống quá lâu ở trong cái sự hai mặt này,
Đến nỗi mà chúng ta chẳng những lừa dối người khác mà chúng ta thậm chí còn lừa dối cả chính bản thân của mình. Tôi thích những gì mà tác giả và tôi tớ của Chúa là David đã viết ở trong sách Thi Thiên đoạn 139. Đây là lời cầu nguyện của ông, và tôi cũng mong mỏi đây cũng chính là lời cầu nguyện của chính mỗi người trong quý ông bà anh chị em và chính mình tôi. Thi Thiên đoạn 139, tác giả đã mở đầu bằng việc nhìn nhận sự toàn tri của Đức Chúa Trời là đấng biết hết tất cả mọi thứ. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Câu số 4, vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. David đã khẳng định rằng không có một điều gì mà Đức Chúa Trời không biết. Và thậm chí ông còn nhìn nhận rằng kể cả về bản thân của chúng ta, về cuộc đời của chúng ta, nhiều lúc mình nghĩ mình rành mình nhất, nhưng mà thật ra có những điều mà chúng ta bị cuốn vào trong cái sự tự lừa dối bản thân mình, thậm chí chúng ta còn không nhìn nhận ra điều đó. Và đó là lý do tại sao mà ông đã cậy nhờ Đức Chúa Trời trong cái sự toàn tri của Ngài hãy dùng để mà nhắc nhở, để cảnh báo ông trong những lúc mà ông cuốn mình đi vào trong cái cạm bẫy mà kể cả bản thân ông không nhìn nhận ra. Chúng ta đọc cái lời cầu xin ở trong Thi Thiên đoạn 139, câu 23 và câu 24. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. David đã mạnh dạn cầu xin Chúa rằng nếu như có một lúc nào đó, nếu như có một cái điều gì đó mà ông không có đi phù hợp với lại đường lối của Chúa, với tư tưởng của Ngài, thì hãy cảnh báo, hãy nhắc nhở để đưa ông quay trở lại con đường thật của Đức Chúa Trời. Và mỗi người trong chúng ta cũng, đây cũng là cái lời cầu nguyện mà mỗi ngày chúng ta hãy dâng lên cho Đức Chúa Trời của mình. Để rồi những lúc mà chúng ta bị cuốn để mà chạy theo những thứ mà chỉ có cái lớp lấp lánh màu vàng ở bên ngoài, những lúc mà chúng ta chỉ quá chú trọng vào những cái khiên bằng đồng đó, những cái điều mà chúng ta khiến cho cả thế giới lầm tưởng về sự hào nhoáng của chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng thực chất của nó không phải như vậy. Nguyện những lúc như thế, Thánh Linh của Chúa cũng sẽ cho chúng ta cái sự nhắc nhở. Và rồi khi chúng ta được cái lời nhắc nhở đó, chúng ta cũng như các tín hữu của Hội Thánh Laodice, chúng ta sẽ nghe theo lời khuyên răn, để rồi chúng ta sẽ mua vàng thử lửa là vàng ròng thật sự. Và chỉ có như vậy, chúng ta mới có được sự bình an và phước hạnh ở trong cuộc đời này. Và quan trọng hơn hết, chỉ trừ khi như vậy, chỉ trừ khi cuộc đời của chúng ta là vàng thật cả bên trong lẫn bên ngoài như vậy, chúng ta mới có thể mạnh dạn gặp gỡ Cứu Chúa của chúng ta trong ngày mà Ngài trở lại. Amen.